Bây giờ sẽ là thời gian cập nhật về tình hình thời tiết. Chào buổi sáng chị Hằng My, diễn biến mưa dông trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành Nam Bộ như thế nào? Có nơi nào mưa từ sớm hay không ạ? Dạ vâng, chào anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Khả năng hôm nay, Cà Mau, Kiên Giang vẫn có thể xuất hiện mưa ở một vài nơi từ trưa đấy ạ. Càng về chiều thì mưa sẽ càng lan rộng không chỉ ở miền Tây mà còn lên cả miền Đông Nam Bộ. Có điểm mưa lượng khá, từ 25 đến 50mm, thậm chí có những nơi màu xanh lá cây như thế này. Mưa với lượng có thể lên đến trên 50mm. Quý vị cần đề phòng với ngập úng ở các khu đô thị hay là vùng trũng thấp và dông lốc, sấm sét đi kèm theo trong mưa. Để đảm bảo an toàn khi di chuyển trong mưa dông, quý vị nên lưu ý hãy chọn những loại áo mưa bộ gọn gàng như thế này, bởi vì không ít vụ tai nạn xảy ra khi mà áo mưa bị cuốn vào bánh xe. Đi chậm kể cả với những cung đường quen thuộc và quan sát kỹ đường để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Không đánh lái mạnh, đánh lái gấp, nhất là ở những đoạn đường cua như thế này để tránh bị ngã. Có mưa từ sớm nên là thời tiết Nam Bộ khá là dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở tại Cần Thơ, Cà Mau và các nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng là từ 30 cho đến là 32 độ. Với các thành phố ở miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có nhỉnh hơn như ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Tây Ninh, mức nhiệt trong khoảng là từ 32 cho đến 34 độ. Tại thành phố đảo Phú Quốc thì ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất giữa trưa không vượt quá là 30 độ. Tiết trời dễ chịu vào buổi sáng và trưa rất là thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi ở ngoài trời. Về chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện và dễ kèm theo gió giật và lốc sét. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau cảnh báo là sẽ có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km, nhưng lưu ý là gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa nhiều, dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km.